Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hunter Channel. Và các bạn ơi, hôm nay anh em mình lại tiếp tục vô nhận thưởng cá nhang. Và để được nhận phần thưởng này thì anh em mình phải mở cái gói Divine Pass ở đây nha các bạn ơi. Rồi, và Hunter có nhận mở các gói VIP trong game nha. Anh em nào đang cần mở các gói VIP trong game thì các bạn có việc liên hệ với Hunter nha. Mình nhận mở và cái giá thì cái giá trong game kèm theo một ít phí nữa ha mọi người. Mình mở thì có hóa đơn đàng hoàng cho nên các bạn không có lo. Nhà phát hành ban nick hay là sẽ khóa nick của mọi người nha. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ đến với là ha những cái nhiệm vụ ha mọi người. Rồi, nhiệm vụ ở đây thì mình sẽ cho mấy cái bé rồng, ui trời, hệ nước với là hệ điện nó yêu nhau nè. Rồi, ok, làm việc thôi. Ui cha. Rồi, chỗ ấp trứng hiện tại đang bị full và anh em mình cần phải giải quyết cái vấn đề này. 1 2 ok, thả hai bé này ra nè. Rồi, tiếp theo thì anh em mình lại cho mấy cái bé rồng yêu nhau để tiếp tục cái nhiệm vụ nha mọi người. Đó. Rồi, bé này luôn. Wow, rồi và anh em ơi, Hunter thì cũng có bán những cái nick Dragon City cho mọi người nha. À, để các bạn chơi game một cách ok hơn. Rồi, và những cái nick đó thì mình để trên cái trang web của mình là trang hunterchannel.com nha. À, anh em nhớ ghé vào trang web của mình để xem cũng như là cập nhật được những cái nick mới ha. Đó, và các bạn thích được cái nick nào thì cứ việc inbox trực tiếp HT qua Facebook luôn nha. Rồi, Facebook thì các bạn có thể check link bên dưới phần mô tả của video cho an tâm nha mọi người. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ cùng nhau đi giao lưu nhẹ ha. Nhiệm vụ ở đây thì anh em mình đang bị kẹt đó là thả. Ui, wow, thả 4 quả trứng ra, hồi nãy mình bán hết 2 quả rồi. Ây cha, trời ơi, hơi ẩu nha. Rồi, bây giờ thì anh em mình thả đây là được 1 quả nè. Quả tiếp theo VR. Ok, 2 quả. Rồi, chỗ này luôn, cái quả trứng thứ 3. Rồi, ngon lành. Ôi, ở đây còn một quả nữa mà tầm khoảng tiếng mấy nữa nó mới xong các bạn à. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ cùng nhau đến với ha, khu vực List đi hang. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái thành viên khá là cu tè các bạn ơi, sở hữu sức mạnh rất là bá đạo luôn. Macaron Sinful, chúa tể ác ma các bạn à. Một trong những con có kỹ năng đặc biệt đó là thêm một lượt đánh và kỹ năng hút máu là phải nói là siêu đẳng cấp rồi. Bây giờ anh em mình cùng nhau trải nghiệm nhẹ nha mọi người. Let's go. Anh em nào mà chưa có đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho chúng ta một lượt đăng ký cũng như là like nhẹ video ủng hộ cho Hunter Channel nha. Anh em mình thì hiện tại được 252.000 người đăng ký kênh rồi. Và anh em mình đang cố gắng lên là 300 ha các bạn, 300.000 thành viên ha. Rồi, xài luôn kỹ năng đặc biệt nè, hút máu. Wow, Sinful là một trong những con rồng khá là bá đạo nha các bạn. Đó, thêm một lượt đánh thì các bạn thấy rồi đó, anh em mình quá là lời luôn. Rồi, bây giờ là đến với nhân vật chiến binh Ratchun 5 sao và kỹ năng hút máu của anh em mình chưa bao giờ là hết hot cả. Ôi, tuyệt vời. Và đây là kỹ năng thêm một lượt đánh nữa. Quá là ngon lành luôn các bạn à. Victory. Hiệp tiếp theo thì mình sẽ đến với một các bạn level là 125. Và anh em mình cùng nhau trải nghiệm nhảy sức mạnh đến từ Sinful nha. Rồi, tuyệt chiêu này. Mặt trăng. Wow, wow, wow. Vị trí này thì thêm một lượt đánh nữa một cái đi nè. Đó, quá là ổn áp luôn. Kỹ năng xài gọi là liên tục thoải mái luôn các bạn ơi. Bật kỹ năng hút máu lên sau khi bị mất một cái lượng máu khá khá ha. Victory. Hiệp tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với một các bạn level là 125. Rồi rồi, ôi ôi, 4 sao heroic luôn. Nhìn thôi là thấy kết rồi nha. Ôi, 195 các bạn ơi. Lượng đam phải nói rằng rất là gắt luôn ha. Ở đây thì anh em mình thêm một lượt đánh nữa nè. Nhân vật này đến từ tem bạn, con này là ui Kamas, dòng đặc biệt, kỹ năng miễn nhiễm sát thương. Rồi rồi, sát thương nhân 2 với mình luôn. Thấy là hơi rén rồi đó nha. Rồi, nhân vật tiếp theo vẫn là Kamas các bạn ơi, kỹ năng đặc biệt đó chính là miễn nhiễm luôn. Rồi, được cái là anh em mình máu đây, máu mình cũng còn khá là trâu ha. Tới công chuyện, thêm một lượt đánh. Giờ chú không lẽ miễn nhiễm hai lần đúng không nè? Miễn nhiễm lần thôi chứ miễn nhiễm liên tục ai mà chịu cho nổi. Victory. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với một cái khu vực là West và cùng nhau trải nghiệm nhẹ sức mạnh đến từ
Heroes Arcana. Đây, xem sức mạnh đặc biệt của thành viên A Cà Chua thôi. Đây, Victory chỉ với một chiêu thôi các bạn ơi. Quá ghê gớm luôn hen. Rồi, chỗ này thì anh em mình sẽ đến với là Arena. Anh em mình đang ở Master 2, khu vực này gặp được khá là nhiều đối thủ nặng ký nha mọi người. Và các bạn biết rồi đó, rất là nhiều thành viên bá đạo ở đây. Đó, cho nên anh em mình phải hết sức cẩn thận nha. Rồi, mới vô thì xài luôn. Ôi chà, cái chiêu này là cái chiêu máu càng nhiều thì lượng đam càng to nè. Rồi, kỹ năng hút máu nè. Rồi, chuyển sang giật đam liên hoàn đến từ nữ hoàng Macaron ha. Ôi, được có 106. Bật cái kỹ năng hút máu lên luôn. Wow, và bây giờ thì anh em mình sẽ đến với sức mạnh đặc biệt đến từ nhân vật Lưỡi Hái Tử Thư. Wow. Rồi, lụm nhẹ với nữ hoàng Macaron luôn. Thành viên tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với, ui chà, kiểm tra xem có cái con nào có sát thương nhân 2 hay không. Không có thì thôi, bây giờ anh em mình phải hút máu cái đã. Xài những kỹ năng đặc biệt để cố gắng kéo máu tem bạn nha. Wow, 126 thì anh em mình sẽ nhờ đến đây, ma cà rồng luôn. Nhây nhẹ với thành viên này luôn. Wow, nữ hoàng ma cà rồng. Rồi, sát thương nhân 2. Tới công chuyện luôn. Ây chà. Lượng đam lên tới 141. Wow, anh em mình bế được cũng 150 mấy ngàn ha. Rồi, tuyệt vời. Kèo này nãy giờ là mới con hiệp thôi đó nha. Bây giờ anh em mình sẽ đến với cái hiệp thứ 2. Cũng khá là khoai nha. Rồi, nhây nhẹ với cái thành viên tím liệm này. Đây, xài lại chiêu hút máu nè. Sát thương 50% nữa. Ôi chà, 113 à, bèo quá. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với Lợi Hái Tử Thần ha. Wow, sát thương nhân 2. Ôi, 190 mấy ngàn. Đây, cố lên anh em ơi. Wow, 174 luôn, không phải chứ. Ráng hút máu cái coi. Rồi, ok, nhây thêm được cái sát thương nhân 2 nữa. Gãy cái giáp hồi sinh. Wow, rồi, qua cửa các bạn ơi. Victory sau một hồi tính toán muốn xì khói và lượng máu của ba con mình đều bị tuột xuống một cái mức gọi là rất là thấp luôn thì anh em mình cũng đã win ha. Wow. Rồi, bên này còn cái gì còn có 4 ngày hả ta? Còn 4 ngày thôi. Cũng khá là khoai hen. Rồi, anh em mình gặp đến một cái thành viên ma cà rồng các bạn à. Ây cha, kỹ năng đánh lan nha. Rồi, được. Đây thì mình không có bị sát thương nhân 2 cho nên anh em mình cũng rất là đỡ hen. Đây, tới công chuyện luôn. Cho một mình con Heric này là nó lụm được một em rồi nè. Mà chúng ta tốn tầm khoảng nửa cây máu thôi. Ui, căng nhờ. Ôi, hơi khoai với chứng minh Ratchon này luôn á nha. Rồi, ngẫm củ tỏi.
Vị trí này thì anh em mình sẽ ao nhây nhẹ với là macaron hen. Ôi, nó hồi sinh trở lại thêm một lần nữa luôn. Đây rồi, và bây giờ thì anh em mình sẽ đến với nữ hoàng macaron 126. Đâu rồi, ráng coi. Gồng là muốn xì khói luôn các bạn à. Victory hen. Rồi, ở đây thì để mình kiếm coi có cái tem nào nó ổn áp tí không. Ôi, thôi lụm luôn các bạn ơi. Chiến binh ra tool thì các bạn biết rồi đó. Ây cha, anh em mình thì được sát thương nhân 2 đến từ lưỡi hái nha. Ôi. Rồi, qua được một em thành viên tiếp theo. Trời ơi, nó sát thương đam với mình luôn. Wow, và đây với tuyệt chiêu lá thì anh em mình lại được đam ngược trở lại nha. Rồi, nhân vật trùm cuối của tem bạn, rồng lửa. À, kỹ năng hút máu. Đâu rồi, ráng nhây với tem bạn thêm cái nữa coi. Rồi, chơi chiêu đặc biệt luôn nè. Wow, 126 vừa đủ điểm để hạ luôn các bạn ơi. Rồi, ở đây thì sao, nữ hoàng ma cà rồng. Ôi, tem này khá là giống mình nha. Đây, có nữ hoàng với lại cái bé ma cà rồng là y chang luôn. Kỹ năng thì anh em mình sẽ xài chiêu lửa đi. Đó. Qua được một em ha. Và nhân vật tiếp theo mình sẽ phải đối mặt sẽ là kèo này có vẻ căng. Ý khoan. Anh em mình có băng. Đấy, thì chưa băng được khắc chế nè. Ôi, nó vả một cái không còn một giọt luôn. Cay quá nhờ. Rồi, nhây nhẹ với tem bạn vậy. Ôi, quá là căng luôn các bạn ơi. À, gãy giáp hồi sinh rồi. Lắm. Ôi, 104. Khoai thế nhờ. Giật đam liên quan. Ôi, anh em mình hạ được luôn các bạn ơi. Rồi, nhưng mà anh em mình lại phải hy sinh hết một bé yêu nữa rồi. Hai con, bây giờ hy sinh hết hai con xịn sò rồi. Ây cha cha. Khá là khoai hen. Hai thành viên VIP của anh em mình đã được bị đưa đi du lịch rồi bây giờ à. Rồi, khá là khó khăn luôn. Cố lên anh em ơi. Ôi, xương xương mất nữa máu rồi. Con này nó cũng có khả năng hồi sinh nữa. Cày quá nhờ. 438.000 máu. Rồi, nhân vật tiếp theo sẽ là con gì đây? Ấy cha, sao toàn là đam nhân 2 với mình không vậy nè. Rồi, lần này thì mình được đam với tem bạn nha. Còn tem bạn thì nó không có đam với mình. Đó, cũng rất là đỡ luôn. Và trùm cuối của tem bạn thì sao đây? Ây, khoai rồi các bạn ơi. Con này máu nó lên tới 324.000 và level 60. Wow. Con này mà nó không có khả năng hồi sinh nữa là anh em mình còn bế được. Chúng ta thua cái kỹ năng hồi sinh các bạn ơi. Đây, chỉ cần một chút xíu thôi là anh em mình qua cửa được rồi.
Ok, và anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho hắn ta một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.